Để câu được cá bóng chúng ta phải bắt tôm. Rồi đây là một loại tôm đất, tôm đặc sản của Quảng Nam. Ok chưa? Rồi. Để câu được cá bóng chúng ta phải đi khoảng tầm 1 hay giờ chiều. Tại sao chúng ta cao cái bóng chúng ta lại nhíp như vậy? Để tôi. Cốc nó đang cá cả rồi. Không có ai. Không dùng luôn. Đây là cái bóng một Phú Ninh. Rồi đem đây cát ra đây rồi quay tiếp. Nước lợ ngầu hả? Lát lại để vô nữa. Nói ra như sao luôn. Bỏ nó đi. Bỏ nó đi, chờ bà kiếm cây sao. Cây nhỏ nhỏ kìa. Tát đi xe qua lẻ chứ không. Tao quốc còn con. Còn xí xí con rồi. Để câu được cá bóng chúng ta phải bắt tôm. Rồi đây là một loại tôm đất, tôm đặc sản của Quảng Nam. Ok chưa? Rồi. Để câu được cá bóng chúng ta phải đi khoảng tầm 1 hay giờ chiều. Tại sao chúng ta cao cái bóng chúng ta lại nhíp như vậy? Đây là thịt heo rừng.
dùng. Không dùng luôn á. Chết mất rồi. Ừ. Dùng lại nha. Dùng nó. Hoa ra chữ 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 ở đây người ta coi ok. Đây là lưới và đây là cần cao. Lưới bỏ rồi đó. Đưa đây đây. Đập đập sữa thôi này. Cái máy như mọ á. Chấm cuối. Đó.